Thì ban đầu á em vừa học tại là Đại học Bách khoa Đà Nẵng, chuyên ngành đó là kỹ sư xây dựng dân dụng khóa K15. Nhưng mà sau 1 năm học á, thì quyết định chuyển sang FPT Polytechnic, chuyên ngành là ứng dụng phần mềm. Thì tại sao mà em lại chọn cao đẳng FPT? À, khi mà em tìm hiểu á, thì em thấy một số cái mà FPT nó rất là có lợi thế so với các trường khác. Thứ nhất là FPT đào tạo ra những cái khóa học mà nó phù hợp với các công việc sau này. Đơn giản mình biết nó phù hợp hay không thì mình cứ lên những cái trang tuyển dụng của công nghệ thông tin á, mình xem các tiêu chí tuyển dụng của họ là như thế nào thì mình sẽ rõ. Thì lúc này em vào em như như các thầy cô đã từ cái trình bày á, thì từng khóa từng kỳ như đó thì em thấy Apply đào tạo cực kỳ sát với nhu cầu thực tế, thì suy ra một điều á là không bao giờ lo thất nghiệp nếu như bạn học tốt. Cái thứ hai thì cái thời gian học cũng rất là quý báu nha, 2 năm 4 tháng. Thì lúc này á cái thời gian nếu mà mình ra trường á sẽ chắc chắn sớm hơn các bạn cùng trang lứa, thì mình đi làm ngay, mình tích lũy kinh nghiệm ra trường sớm thì sau này thì cũng có một mức lương nó phù hợp với kinh nghiệm của mình hơn, tốt hơn. Điều thứ ba em thấy cực kỳ quan trọng đó là chương trình đào tạo bên mình là thực học thực nghiệp. Cách dạy này rất là thú vị bởi vì nó theo sát dự án thực tế, đặc biệt đó là qua các bài giảng online, các môn về kỹ năng mềm mà như các bạn sinh viên đã học và được lên lộ trình rất là bài bản và chỉnh chu nha, và giúp cho cái việc học của mình không bị nhàm chán, bởi vì học mà nhàm chán là rất là mệt, không muốn học. Và mình cảm thấy FPT là không bị yếu tố đại cương chi phối như các trường bên ngoài. Các trường bên ngoài đó thường là bị 2 năm đại cương học đó, tùy mỗi người, nhưng mà đối với mình thì mình học mình thấy chán nên bị cương. Rồi và khi mà đã xác định được những cái lộ trình công việc và lựa chọn được cái trường phù hợp rồi thì phải bước qua một cái ải nữa, mà cái ải này là cực kỳ khó khăn, đó là thuyết phục được gia đình. Thì ban đầu thì tự đi học qua có đẳng thì ba mẹ cũng la chứ, ngồi ra thì nhà mình xưa nay là làm thầu bên xây dựng nên cũng định hướng ban đầu là cũng theo cái ngành này để sao đi đi làm gì cho gia đình luôn. Lúc đó gia đình chưa biết công nghệ thông tin ra làm gì luôn, chứ là sửa điện thoại hay làm gì đó, nên là em tìm hiểu rõ ràng, trình bày rõ ràng mục tiêu ngắn hạn khi đi học từng học kỳ sẽ đạt cái gì, mục tiêu dài hạn là sau đi làm công việc làm ở đâu có tốt hay không, và có dám chịu trách nhiệm với bản thân khi lựa chọn sai hay không. Thì từ tất cả những việc trên thì mới thuyết phục gia đình mới được 50% thôi, còn 50% còn lại á thì do chính mỗi sinh viên chính mình thôi thể hiện qua từng học kỳ xuyên suốt 2 năm 4 tháng cho nó tốt.